Gì vậy chị? Đó, ngồi ngay ngắn đàng hoàng lễ con gái con lứa ngồi vậy là khách khứa người ta tới, ta nhìn vô ta đánh nát bét cái nhân phẩm của em. Trời ơi, chị thiệt tình luôn á. Em ngồi sao cũng có mắt mới tới chị đâu. Mà hả, bữa nay á đâu ra khách nào mà vô nhà giờ này nữa đâu mà tiếc. Trời đất ơi, mình phải hờ trước chứ, con gái con lứa phải có ý có tứ. Mày ăn uống nè, trời. Ăn uống nè bày bùm lum cho. Em dọn dẹp đi để chị Hai về, chị Hai la đó. Mệt quá. Suốt ngày cứ đem chị Hai ra hù em. Chị làm như là chị Hai á, chị la mình em vậy á. Công việc dọn dẹp nhà cửa cũng là của chị chứ bộ. Chị đừng có tưởng á, chị về đây làm dâu trước em được mấy tháng rồi được chị chồng khen vài ba câu cái chị lên mặt với em nha. Nè, chị không hề lên mặt với em nha. Chị nói cái nào đúng thôi. Ủa, còn cái chuyện mà chị Hai nhờ đi lấy cái áo bà ba, lấy chưa? Áo bà ba gì? Áo bà ba là chị Hai kêu lấy về đặng vài bữa chị Hai mặc. Lấy chưa? Mệt ghê vậy. Sao chị Hai không sai chị mà cứ sai em hoài vậy? Em đang bận không thấy hả? Đang đâu có quẩn không gì đâu. Bận gì? Ăn nè. Vừa cầm theo đi đường ăn đi. Trời, thôi đi. Nghĩ sao vậy? Nhà cửa đây chị dọn dẹp cho, đi lấy áo cho chị Hai đi để chị về chị la đó. Đi liền đi liền. Nó hoài mệt ghê, ở nhà không yên. Con này thiệt luôn, có chồng rồi mà như con nít vậy đó. Trời ơi. Trời ơi. Trời chạy hết trơn á, trời ơi. Đau quá à. Cái gì mà ôm sùm vậy? Đi cái gì mà ôm sùm vậy nữa? Em bị té nè. Trời đất ơi. Em trượt té vậy? Ngoài sân nhà mình á. Làm gì té? Vỏ chuối đó. Em trượt nghe vậy nè. Sắp mông. Trời đất ơi, trượt vỏ chuối té hả? Dạ, sắp cái mình luôn á. Vỏ chuối đó là hồi chị hôm qua em ăn dục hồi xuân đúng không? Tại chị đó. Ủa sao tại chị? Em mà có ăn dục thì chị cũng phải biết đường chị dọn chứ, sao chị để cho em té. Rồi con nói thừa chị nữa. Thừa gì? Quá. Ở đây đi, để chị lấy đồ chị băng bó lại cho. Chị chị hết hồn cái gì vậy? Lại nó nghe nè. Cái gì? Cái vụ này đau nè, cái vụ này nó kỳ. Ủa sao vậy ta? Sao tự nhiên chị Hai nhà mình mái cáo rồi ba kỳ á? Đâu đâu chị coi. Nó chống quơ à? Hình như này kiểu mới hay sao em ơi? Ừ sao? Ủa? Ủa gì sao mắt? Ủa cái tà bên đây là đúng rồi mà có này. Ủa? Nè, hồi nãy em té, em có đè cái áo làm rách cái áo không? Không, em đâu có đè lên cái áo. Em té xong rồi em còn đứng lên, cái em lu cu em lụm. Cái lúc em lụm xong cái em vừa bước lên cái em nghe một cái tiếng tẹt. Lúc mà em nghe tiếng tẹt đó xong cái em có cúi xuống em kiếm. Không có gì bất ổn hết. Em thấy bình thường, xách cáo em chạy về thôi. Nè, không có gì bất ổn đúng không? Có ai mai cáo bà ba vậy không? Rồi sao mà? Ha, mặc dù nó kỳ lắm á chứ, đâu phải gặp. Trời đất ơi, mà em có biết là cái áo này là chị Hai quý lắm không hả? Chết chị Hai đặt mai để làm gì biết không? Để ra mắt bên đàn trai à. Mà chị Hai dễ lâu năm rồi em hiểu không? Cái ngày nó quan trọng đối với chị cỡ nào. Mà bây giờ em nở là em rách cái áo. Chết rồi, không có cái áo này coi như là tiêu cái mối này. Thì đó chứ. Trời con xí. Chị không biết đâu, chị không chịu trách nhiệm đâu đó, em tự lo đi. Em sao vậy hả? À, em dạ, sao vậy? Dạ, em vui lắm, hồi nãy em đi lấy áo rồi chị em té. Dạ. Mà ai chở đi mà phải bị té vậy? Chị Sen hả? Hồi nãy chị Sen chở em đi á. Em nó nói là thôi để em tự đi. Cái chị Sen nó thôi, em không biết đâu, để chị chỉ đường cho em đi. Chị dắt em đi luôn cho chắc ăn. Cái dẫn em đi, cái em nó nói là cái chỗ đó lỗ gà mà chị Sen cứ chạy ẩu hả? Rồi cái chị bốc đầu luôn. Thôi chứ. Dạ, cái đầu em bốc theo rồi, cái nguyên một người em bốc ra khỏi cái xe luôn. Nở? Ủa nở? Em nở lòng nào? Em nói gì vậy nở? Tới lúc này mình đừng có giấu chị Hai nữa. Mình giấu chị Hai là càng làm cho chị Hai thất vọng thôi. Cái đó là cái giật quý báo. Rồi trong cái lúc chị biết bốc đầu á, cái chuyện chày của em là một thôi. Mà cái chuyện quan trọng hơn là chị Sen á, chị xong rồi chị dựng chiếc xe lên, cái chân chống xe nó đạp vô cái tài dưới, cái kéo lên rách luôn lên cái áo. Em có bầu hồi nào vậy? Em mới cứng bầu. Ủa lâu lâu em có lấy áo này là chị vừa đi lấy cho chị mà. Dạ,
đúng rồi. Dạ thật ra là chị trước khi mình coi á, mình lấy cái tâm lý mình vững trước nè chị. Ờ. Chị hứa là bình tĩnh với tụi em nha. Chị rất là bình tĩnh và bình thản. Dạ, tại vì cái áo này á là 2 ngày nữa chị sẽ ra mắt nhà chơi hả? Sợ dạ, là mai bị đoán vậy. Là tại vì á là do ai? Chị Sen. Nãy em nói chị hết rồi đó, chị Sen. Chị đừng có vậy nữa. Bây giờ mình có chối bay chối biến nữa thì sự thật nó vẫn là sự thật thôi à. Chị cứ nhận đi. Không, chị đừng có trách chị Sen nha. Tại vì lúc đó nhiều khi chị Sen chỉ thấy người ta đua xe rồi chị bắt trước vậy thôi chứ không có gì đâu. Thôi không sao mà. Em nỡ lòng nào, em hại chị lần hai vậy nữa. Em im đi. Chị thất vọng về em lắm á. Ủa chị hai. Sai cái áo cái màu hồng ánh thích nè. Mà bây giờ nhà trai chưa đến mà tụi em làm cho rách áo chị giống như là em muốn cho chị ở giá suốt đời đúng không? Ủa chị hai em không có cái bài hát mà áo em chưa mặc một lần đó chị. Đã bị rách nữa. Chị em không có. Em đừng có nói nữa. Rồi á em mới thấy không, tội nghiệp bé nở ghê chưa. Nó là dâu út mà nó té đau như vậy mà nó còn xin chị là không có la em. Em có thấy là em là chị dâu lớn là chị là em sai không hả? Chị, hồi nãy giờ nó có xin chị tiếng nào đâu. Bây giờ em mới xin nè chị đừng có giận chị. Chị coi như là lỗi của em thì chị trách em bao nhiêu cũng được hết. Chị đừng có giận chị xem. Em thấy chưa, em thấy chưa? Đây là một người tốt, một em là đại diện cho người xấu. Đây là một tấm gương của em phải gọi là gương sáng phố phường. Dạ. Sáng lắm. Chị hai, em không có làm. Thôi đừng có chối nữa, chị không thích người chói như vậy đâu. Bây giờ vậy đi. Dạ, cái áo này để từ từ giải quyết. Bây giờ chị đi. Dạ. Em bị sốc như cái áo này. Đợi một chút đi, chị sẽ đi lấy bông băng chị rửa vết thương cho em. Dạ. Chị bình tĩnh nha chị. Đây chị lo. Chị hai. Ủa nọ, em sao vậy nọ? Em nở lòng nào mà em đối thừa chị hả nọ? Lúc mình không muốn bị chèn vô tình huống em đâu có biết. Rồi em chèn vô cái tự nhiên cái em chèn chị vô luôn là sao hả? Thôi được rồi, chuyện vậy đi chứ chị muốn làm sao nữa. Chuyện vậy đi gì, cái chuyện gì hay đâu á. Ơi, xuống đây chị nhờ chút chuyện nè. Dạ. Đó, vậy mới chịu đi á. Chứ không ngồi cằn nhằn hoài à. Tánh người kỳ ghê á. Alo. Ê, thành công rồi nha. Trời ơi, công nhận cái chiêu của bà hay thiệt á. Thì đó, tôi làm y như cách bà nói luôn đó. Hy sinh chút xíu, thấy bà cũng tội. Mà tại vì bình thường á, chỉ hai cứ binh bà. Lần này á, tôi chơi lớn luôn. Thì đó, biết rồi. Nhìn cái mặt bà giải thích dữ lắm mà chị hai không có tin. Bây giờ tin tôi, chỉ thương tôi thôi. Nghĩ sao mà chị tin em vậy hả? Hả? Em nghĩ sao? Hả? Em gọi cho chồng em mé. Nè, bớt đây. Diễn, bớt diễn lại ha. Diễn sâu lắm, mà sâu quá là sâu sắc xấu á, biết không? Hả? Sen à, em ra đây Sen. Em đau. Không có đau nữa. Em có biết là làm cho chị của em đứng đó nó buồn cả buổi ở chổng không hả? Em ngồi xuống đây đi. Hả? Tính đến hai đứa làm dâu trong nhà này á, chị hai biết hết á, mà tại chị hai không nói ra thôi. Chị làm bộ chị la Sen á là để coi em có hối hận không, có xin lỗi không. Ai ngờ á càng lúc á em càng làm tới. Bây giờ chị đính chính lại nha. À, em á hành động này á là gọi là người xấu đó. Đây nè, gương sáng phố phường. Chị hai nói đúng rồi đó. Mình lớn rồi, mình có chồng rồi. Mình phải biết đàng hoàng, biết điều một chút xíu. Chứ có đâu mà cứ như con nít vậy hả? Ừ. Em biết rồi. Em ích kỷ, em ganh tị với lại chị Sen đó. Chứ em không có nghĩ gì nhiều đâu. Thiệt tình luôn á. Chồng của hai đứa đi làm xa. Ở nhà chỉ có mình chị và chăm sóc cho hai cô em dâu. Yeah. Vậy mà không có thương nhau. Em á nha, kiếm chuyện với Sen á, chị thấy luôn á. Dạ em xin lỗi chị. Em hứa mai mốt em không có vậy nữa. Lần cuối. Dạ em hứa. Thôi được rồi. Hai chị em bạn dâu á mà vui vẻ đó là chị chồng sẽ cảm thấy vui hơn. Chứ mà bây giờ quan trọng đi. Chị hai bình tĩnh, hoàn toàn thương nha. Thương nha. Bây giờ để em giải quyết cho. Em nhất định em sẽ sửa cái áo này lại. Đúng 2 ngày nữa chị có cái áo mới thật là đẹp để mặc ra mắt nhà chồng nha. Thấy chưa? Bởi vậy chị mới nói mà. Trời ơi, chị cưới em đó là không có. Ủa chị cưới em? Cưới cho em trai của chị là không có. Hiều mới rồi, cái TV này ngoài thị trường là ở bên nước ngoài là khoảng mấy ngàn đô, tính ra tiền Việt Nam cũng khoảng là 20 triệu gì đó. Khoảng thời gian này giảm 10 triệu, nhưng mà em đã giảm sập sàn cho mọi người là còn 3 triệu.